Phật Pháp nói vận mệnh, chứ không phải số mệnh. Sự việc của mệnh là thế nào? Là nghiệp đã tạo trong đời quá khứ. Và quả báo mà bạn nhận trong đời này, đây gọi là vận mệnh, là do mình tạo, chứ không liên quan gì với người khác. Tự mình tạo thì đương nhiên tự mình có thể sửa đổi. Cách sửa đổi như thế nào? Ta không tạo ác nữa, ta toàn là tạo thiện, thì vận mệnh liền thay đổi ngay. Trong đời này bạn gặp một số việc không như ý, những quả báo bất thiện này hết thảy đều không còn. Những gì bạn mong cầu, mong đợi hết thảy đều hiện tiền. Thăng quan phát tài có thể đạt được. Ở trong cửa Phật có cầu ắt ứng. Nói thật ra không phải cầu từ trong cửa Phật, là bạn cầu từ trong tự tánh. Nhà Phật nói tự tánh. Điều này phải biết, nó không mê tín. Hướng về đâu cầu bây giờ? Hướng vào trong tự tánh của bạn mà cầu. Có cầu ắt ứng, hướng ra bên ngoài cầu không thể cầu được rồi. Hết thảy đều phải hướng về tự tánh. Cầu trường thọ được trường thọ, cầu con cái thì được con cái, cầu thăng quan liền thăng quan, cầu phát tài được phát tài. Cái gì cũng có thể cầu được, cầu thành Phật cũng có thể cầu được mà. Huống hồ là những việc nhỏ thế gian này, đâu có chuyện không cầu được chứ. Phật từ tổng quát mà nói là thiện ác vô ký. Hoặc giả ở trong Phật Pháp nói có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có tịnh nghiệp, là thêm tịnh nghiệp vô ký. Tịnh nghiệp thì không rơi vào luân hồi. Trong luân hồi là nghiệp thiện ác. Tịnh nghiệp sẽ đi về đâu? Về tịnh độ. Nơi nào là tịnh độ gì? Pháp giới tứ thánh là tịnh độ. Chúng ta là phàm thánh đồng cư độ. Lên trên nữa là phương tiện hữu dư độ, là tịnh độ. Họ bên đó tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp tu thành công rồi, nâng cao lên nữa, đó là tịnh độ thật, là thật báo trang nghiêm. Vì sao gọi là tịnh độ thật? Nơi đó là bất sanh bất diệt. Pháp giới tứ thánh của thập pháp giới vẫn có sanh diệt. Sanh về tịnh độ thật rồi, minh tâm kiến tánh thành Phật. Giới hạn này chính là nói không còn dùng vọng tâm nữa, là dùng chân tâm. Dùng chân tâm chính là Phật, dùng vọng tâm là phàm phu. Phật Bồ Tát trong thập pháp giới vẫn là dùng vọng tâm, dùng A Lại Gia. Trong giáo lý đại thừa đều gọi họ là phàm phu, lục đạo gọi là nội phàm, pháp giới tứ thánh gọi là ngoại phàm. Phàm phu bên ngoài lục đạo gọi là ngoại phàm. Ra khỏi thập pháp giới mới gọi là thánh nhân. Trong đây chúng ta phải biết, cái gọi là thánh nhân tức là họ không khởi tâm không động niệm. Ở trong tất cả cảnh giới không khởi tâm không động niệm. Chúng ta muốn hỏi thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn, 53 vị thiện tri thức, họ đều là chư Phật Như Lai đích thực.
khi họ thị hiện ở lục đạo, thị hiện ở nhân gian, họ có khởi tâm động niệm hay không? Không có. Có phân biệt chấp trước không? Không có. Thế nhưng đời sống của họ ở trong hoạt động thường ngày hoàn toàn không có khác gì so với con người chúng ta. Hòa quan đồng trần, đó gọi là diệu dụng. Bạn xem, họ cũng đoạn ác, họ cũng tích thiện, họ cũng tu công, tu tích công đức. Thậm chí họ cũng làm việc ác. Đó là tùy duyên. Trong tâm thật sự là không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước là diệu dụng. Có phải là họ dung hòa vào trong chân như tự tánh, dung hòa vào trong thường tịch quang hay không? Đúng vậy, không sai chút nào. Ứng hóa từ thường tịch quang, từ thực báo độ là diệu dụng. Họ có tạo nghiệp hay không? Không có. Không có khởi tâm động niệm làm sao tạo nghiệp? Không có phân biệt chấp trước làm sao tạo nghiệp? Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Trong hằng thuận chúng sanh, chỉ có một việc, một phương hướng, một mục tiêu. Là cảm hóa chúng sanh, giúp họ quay đầu là bờ, giúp họ giác ngộ, giúp họ quay đầu. Hằng ngày đang làm công việc này mà thật sự bản thân không có phân biệt, không có chấp trước, đây gọi là diệu dũng. Có phân biệt, có chấp trước, đó là đang học Phật chứ chưa tốt nghiệp, vẫn đang làm học trò. Thời gian này rất dài. Nói thật ra lục đạo là tiểu học. Trong pháp giới tứ thánh mới là trung học, mới là đại học. Thanh văn duyên giác giống như là trung học, Bồ Tát Phật là đại học. Chân thật lấy được học vị cao nhất là tốt nghiệp rồi, lìa khỏi thập pháp giới, giảng sanh về thực báo độ, thành Phật rồi, giống như là lấy được học vị tiến sĩ rồi vậy.